Để chúng ta bắt đầu tiến hành nghi thức khai mạc. Để bắt đầu nghi thức khai mạc, chúng tôi kính xin tất cả quý vị còn đội mũ nón ở trên đầu xin đưa xuống. Tất cả chú ý. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, xin tất cả cùng đồng ca. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến ân đức cao dày của các bậc tổ tiên đã có công dựng nước và giữ nước. Một phút mặc niệm để đau thương nghẹn ngào khi nghĩ đến hàng trăm ngàn quân dân cán chiến Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến xâm lăng của Cộng sản. Khi nghĩ đến hàng ngàn đồng hương thân thương của chúng ta hoặc đã chìm sâu dưới lòng đại dương, hoặc đã phơi thây trên các non cao rừng thẳm, trên con đường vượt biển vượt biên. Đặc biệt hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị hãy cùng với chúng tôi trong một giây phút tĩnh lặng để hướng về quý huynh trưởng, quý niên trưởng, quý tiến sĩ của thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia đã âm thầm chiến đấu, đã hy sinh trong công cuộc bảo quốc an dân và đã đau đớn ra đi trước những đòn thù tàn bạo của chế độ cộng sản. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã chấm dứt, chúng tôi trân trọng kính cảm ơn quý vị và kính mời quý vị trở về các khách lệnh. Sau đây là lời chào mừng của ban tổ chức. Chúng tôi xin kính mời chiến hậu Nguyễn Tấn Lực.
Và chúng tôi xin mời ông Lê Văn Thủy, Hội trưởng Hội Á Hữu Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Bắc Cali, và tôi là Quỹ Tương tế Cảnh sát Quốc gia Bắc Cali, cùng đồng trưởng ban tổ chức hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị đại diện các cơ quan đoàn thể, kính thưa huynh trưởng, thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, Thủ tư lệnh Cảnh sát Quốc gia và phu nhân, kính thưa các đại diện các cơ quan truyền thông báo chí, kính thưa quý vị trong ban bảo trợ, ban giám sát và ban cố vấn của Đại gia đình Cảnh sát Quốc gia, kính thưa quý niên trưởng, quý chiến hữu Cảnh sát Quốc gia và gia đình, kính thưa quý hội viên Quỹ Tinh tế và thân hữu, kính thưa quý vị hậu vệ của Cảnh sát Quốc gia, Đại gia đình Cảnh sát Quốc gia chúng tôi hôm nay trân trọng chào mừng quý vị đã đến chung vui với đại gia đình chúng tôi nhân dịp hè năm 2016 hôm nay. Kính thưa quý vị, như thông lệ hàng năm, đại gia đình cảnh sát chúng tôi có tổ chức một việc picnic hè, cũng không ngoài mục đích để con em chúng ta có việc vui chơi ngoài trời, và nhất là để chúng ta có dịp gặp gỡ nhau, để hàn huyên tâm sự, để trao đổi với nhau những kinh nghiệm trong cuộc sống và chia sẻ với nhau những kiến thức trong những sinh hoạt của địa phương và trên quốc gia mà chúng ta đang tạm du, và nhất là chia sẻ với nhau những kiến thức và những hiểu biết về quê hương, đất mẹ Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng trong cái cuộc picnic này sẽ tạo thêm, thắt chặt thêm cái tình thân hữu hàng có của mỗi của chúng ta, và hy vọng rằng chúng ta gạt bỏ hết những tỷ hiềm cá nhân, đi đoàn kết lại thành một khối nhất định, cùng hướng lòng về quê nhà, chung sinh chung sức để yểm trợ cho quốc nội trong công cuộc chiến chiến đấu để mà giải trừ chế độ cộng sản, đem lại tự do an bình, tự do dân chủ thật sự cho người dân Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng trong buổi picnic hè này của chúng tôi sẽ tạo cho quý vị nhiều kỷ niệm và những hình ảnh thân thương khó quên. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin kính chúc quý vị và gia đình luôn được an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào đoàn kết. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được trình diện trước quý vị ban hợp ca của Hội Ái Hậu Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Bắc Cali. Xin quý vị một tràng vỗ tay để khích lệ tinh thần cho ban hợp ca của Hội Ái Hậu Cảnh sát. Ban hợp ca xin được trình bày hai bản nhạc. Thứ nhất là Lối về xóm nhỏ, và thứ hai là Cô gái Việt. Hợp ca cảnh sát xin trình bày nhạc phẩm Cô gái Việt của nghệ sĩ Hồng Linh. Hồng Lân xin thân tặng tất cả các quý vị trong buổi picnic ngày hôm nay. Xin kính chúc toàn thể quý vị hôm nay sẽ được một bữa ăn thật là ngon và tràn đầy hạnh phúc và dồi dào sức khỏe, và hẹn quý vị vào năm tới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Xin kính chào quý vị.